Khách sạn Nhật Kim Anh trình báo trộm đột nhập biệt thự gồm hơn 5 tỷ đồng. Ngày 16 tháng 7, Công an thành phố Hồ Chí Minh hiện đang phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh để điều tra, truy xét vụ trộm lớn đã xảy ra trên địa bàn. Cách đây vài phút, khách sạn Nhật Kim Anh đã lên tiếng xác nhận chị là nạn nhân của vụ trộm đột nhập vào nhà cách đây 2 ngày ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, vụ trộm đã xảy ra tại biệt thự triệu đô mà được ca sĩ hoàn thành xây dựng cách đây không lâu. Kẻ trộm đã phá nát két sắt, lấy nhiều tài sản có trị giá gồm vàng, nhẫn kim cương trị giá khoảng 5 tỷ đồng. Rất xin lỗi các bầu show vì vừa qua tôi phải hàng loạt các công việc để lo cho vụ trộm đột nhập vào nhà. Tôi phải làm việc với cơ quan chức năng, Nhật Kim Anh chia sẻ. Hiện diễn viên sinh năm 1985, hy vọng công an sẽ sớm tìm ra thủ phạm. Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh tỏ ra khá bức xúc trước sự táo bạo của kẻ trộm. Từ đầu năm đến giờ, sao có thể xui đến như vậy? Cả chục năm tích góp của tôi, cô than thở. Hồi tháng 3, Nhật Kim Anh tổ chức tiệc tân gia căn biệt thự ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, hoành tráng như đám cưới. Nhà mới của nữ diễn viên rộng hơn 200 m². Cô cho biết ngôi nhà sang trọng trị giá triệu USD là thành quả của nhiều năm làm việc cực lực. Không chú trọng đến phần không gian chính bên trong ngôi nhà, thiết kế sân vườn bao gồm ngôi biệt thự cũng được nữ ca sĩ dành nhiều thời gian để lên ý tưởng. Từ hồ cá koi đến vườn cây đều được nhận xét như đang sống ở Nhật Bản giữa Sài Gòn. Nhật Kim Anh tên thật là Đỗ Thị Kim Huê, quê Thanh Hóa. Năm 1992, gia đình Nhật Kim Anh chuyển từ Thanh Hóa vào Vũng Tàu để làm ăn, nhưng trên đường đi bị bọn hung đồ cướp sạch tài sản. Một năm sau, cha cô mất. Năm 13 tuổi, Nhật Kim Anh chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh làm người giúp việc và được giáo viên thanh nhạc Đỗ Anh Đào tạo âm nhạc từ đó. Năm 16 tuổi, cô đã có thể bắt đầu đi hát tại những tụ điểm giải trí. Ngoài ca hát, Nhật Kim Anh cũng ghi dấu ấn qua hàng chục vai diễn phim truyền hình như Oan Trái Tình Đời, 39 Độ Yêu, Một Cơn Mê, Những Chiếc Lá Thời Gian, Nữ Bác Sĩ, giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Việt Nam lần thứ nhất cho vai cầm trong bộ phim Long Thành Cầm Giả Ca năm 2010, là cột mốc khởi sắc trong sự nghiệp của diễn viên gốc Thanh Hóa. Sau các vai trò nghệ thuật, Nhật Kim Anh lấn sân sang kinh doanh và đạt được những thành tựu nhất định.